Vâng, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì nó sẽ là một con tàu sân bay. Tiếp tục sẽ là một con tàu sân bay, nhưng mà nó chỉ là một con tàu sân bay đúng nghĩa là tàu sân bay thôi. CVN-78 nhá. Đấy. Hôm qua thì mình đã có lên con CVN-80, hôm nay thì nó sẽ là con CVN-78 ZF4 đấy anh em. Và theo yêu cầu trang bị của anh em thì mình sẽ đi làm con CVN-78 với cái bộ trang bị như sau. Đầu tiên nó là ngư lôi thai 40. Đấy, anh em thấy nó có dị không? Anh em nhìn cái bình luận của bạn ấy ấy. Bạn ấy cứ viết là ngư lôi, nằm cho mình tìm mãi mình không thấy cái khe ngư lôi nào. Mình tìm suốt 4 tiếng đồng hồ không thấy khe ngư lôi anh em ạ. À. Đành nắp cái loại ngư lôi thai 40. Rồi nó đùa thế thôi, thì nó là tên lửa đấy. Rồi cường kích đó sẽ là PSF01. Đấy, ATD Shin Shin là tiêm kích này. Đấy, còn bạn ấy muốn chơi cái loại này này, Parata Akinki, cái loại là không người lái, full luôn 2 slot đấy. Anh em thông cảm nhá, trong nick nó chỉ có một thôi. Mình sẽ lắp cái con nào đấy mà nó nhìn giống giống cái con Akinki này. Đó sẽ là con MQ20. Đấy, anh em nhìn thấy rõ không? Khá là giống nhau, miễn nó giống nhau là được rồi. Mi-28 nhá, Rapid Fire, R440 kết hợp với GRNG. Tuy nhiên thì mình thấy nó sẽ không thực sự hợp lý đâu, cho nên mình sẽ phối ngược lại. Đấy, cái việc anh em phối ngược lại như này nó sẽ có nhiều tác dụng hơn đấy. Mình cái R440 nó chỉ là cái dạng phòng không tên lửa thôi. Lắp vào X6 thì nó khá là phí nếu như trường hợp mà đối thủ quấn bẫy mồi. Rapid Fire X7 thì mình nghĩ là anh em nên lắp lại T-Phone ấy, thì nó sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên anh em yêu cầu thì mình cứ lắp thôi. Đấy, skin đó là skin chống, và cờ thì cũng là cờ chống anh em nha. Đấy, thế nó mới khắm lò ạ. Bây giờ đỉnh cao nó là chơi skin chống. Bây giờ mà nói thật anh em nha, cái skin đỉnh cao nhất của anh em ấy, đó là không lắp cái gì. Đấy, bởi vì bây giờ ông nào cũng có skin mà, nick nào cũng thế, bây giờ một đống skin. Thế bây giờ anh em cứ lắp cho mình cái loại skin chống này này, là một mình anh em một kiểu luôn. Không đụng hàng ai hết. Mình khuyên thật đấy. Rồi vào luôn định Viking. Ô ô, cái gì nhỉ? Sao nó nhảy map liên tục ấy nhỉ? Không biết là anh em đã gặp phải cái trường hợp giống như mình hay chưa. Nó ghép nó vào đến trận rồi tự dưng nó lại bị văng ra, xong nó lại nhảy sang một cái map khác à. Quá là bực mình. À, nói thật thì bây giờ cái xu hướng anh em chơi tàu sân bay thì nó ít lắm. Là trừ trường hợp là anh em ở level thấp ấy, không đủ điều kiện để sở hữu tàu sân bay tấn công thì anh em mới chơi cái loại ấy thôi. Rồi cuối cùng là nó vào cho một cái trận đấu thiếu mất 3 người ạ. Rồi anh em cứ xem vui vẻ nhá. Cái này do nhà phát triển thôi, mình cũng không thể quyết định được. Đấy, bây giờ những anh em mà trên level 25 ấy, và đặc biệt là những cái thành phần mà người ta nạp cạc ấy, người ta còn mua luôn những con như 004 như gì. Bây giờ chắc mấy ai chịu chơi mấy con này. Có chơi thì có chăn người ta cũng chơi mấy con như kiểu dạng Izumo hoặc là cái loại 076 anh em. Nhưng mấy ai người ta chơi mấy con này đâu. Atakar này. Đấy, như con này là CVN-78 này. Ít người chơi lắm. Rock CBX. Rock CBX thì nó cũng thiên hướng theo kiểu dạng tàu sân bay đổ bộ rồi, khá là cơ động. Con này thì được cái là nó là tiệm cận nhất so với cái dòng tàu sân bay tấn công ấy. Tại vì là cái chất phòng thủ nó thì cực kỳ là trâu. Con này thì mạnh cái điểm nó là phòng thủ. Rồi. Không còn ai không? Còn anh nào không? Úi dồi ôi, định quay lại cho một phát nữa mà phòng không chí căng người ta. Mình khuyên thật anh em nhé, cái này mà anh em lắp cho mình cái loại T-Phone ấy, phòng thủ cực kỳ sướng luôn. Cái này phòng không thậm chí còn dày đặc hơn cả con CVN-80. Biết thế lũi mình chỉ lấy map cho nó xong. Ghép trận nó đã lâu rồi. À, đây rồi. Thấy ra. Anh em cứ bình tĩnh đi. Đâu sẽ có đó. Thịt cho sẽ lại có mang tôm. À đâu. Ghê ta. Ghê ta. Đứng spam này rồi. Rồi, về. Em này chỉ có chiêu người đến như thế thôi. Cứ bình tĩnh đi. Lái tên lửa luôn. Cái slot cuối cùng hình như mình nhớ nó là bom thì phải. Cái con MQ20 nó là như vậy. Rồi. Điều gì chả toang. Đấy đúng rồi, cái này là cái cuối cùng là cái bom anh em. Rồi, áp sát còn ném cho anh em phát nhá. Đấy. Nó chỉ có thế thôi.
Rồi mình sẽ lái cái con đây, Akinki. Sỏi con này thì toàn tên lửa thôi. Đứng đây spam luôn. Nếu có góc, mở ngoặc, nếu có góc. Trời ơi, anh bị lừa rồi. Một đống tên lửa ở phía sau cơ. Còn một anh toàn rồi. S-MX31 này, cái con này cũng là một cái mục tiêu rất là nguy hiểm nha. Chơi những cái con này mà thấy nó nổi lên các anh em phải vã ngay. Không lặng, cực kỳ lì luôn ạ. Vừa nói xong nó lặng luôn à, thính thế không biết chị nhỉ. Con này có cảm giác chơi nó dễ chơi, dễ trúng thưởng hơn con MQ20 đấy. Tất cả vũ khí nó đều là tên lửa hết mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang lên con này đi. Nãy giờ thì chưa có lái được cái con này nhiều. Lái đúng một phát đầu tiên. Chống gầm đấy nhá. 48k đam. Cứ đứng đây không? Tôi cứ chơi này đấy. À, hình như con này mình nhớ là có slot trúng ngầm đúng không nhỉ? Không phải à? Chắc là mình lại nhớ nhầm rồi. Ôi trời ơi anh em ơi. Chịu khó chơi thằng ngầm này đi. Còn hai quả tên lửa nữa, vẫn chơi tốt. MX31 này đang có 40 ạ. Cố cho phát nữa thì về nhá. Mày này. Đó, đi về. Mình bị lộ tầm nhìn này. Khóa mục tiêu đúng không? Úi dồi, khóa tốt. Khóa tốt là đằng khác. Rồi. Rồi. Xác định đi. Ô, không chết. Hư cấu. Chết không? Chết. Thí sinh cuối cùng. Sân bay. Tên lửa vũ khí của em nó vẫn còn đầy đủ lắm. Ông này là người hay là bot? Ông này là người rồi, cũng CBN78 như mình thôi. Cái gì bị ngán hết. Té à? Khó quá thì té à? Rồi, ngắc lên là chơi ngược lại phát à. Em không tin là anh không chết. Hết sạch cả bẫy mồi rồi đấy. Kinh thật. Cũng CBN78 mất thủ dai vậy ta. Thủ quá dai luôn đấy ạ. Rồi chết rồi. Cũng được 1.2 triệu đam. Ô cái gì đây? Ai đã mua vật phẩm gì đây? Ô thế là bán Pramos à? cái gì ta? Lịch sử. Úi dồi. What the hell ạ? Rồi chúng ta sẽ đi chiến tiếp anh em nhá. À nếu như mà đến về trận cuối mà có rảnh mình sẽ thay đổi cái pháo tự động cho anh em. Anh em sẽ thấy đó là cái Rapid Fire khi mà thay sang cái T-Phone nó sẽ hay ho như thế nào. Đặc biệt trong những cái map kín nhá. Cái map này bây giờ mà nó mà có sân bay tấn công và nó áp sát mình sớm là cũng dễ toàng lắm đây này. Chỉ có hy vọng là đứng một cái vị trí nào đấy nó thơm thơm, nó núp được từ xa. Nào chúng ta đứng chỗ nào đây? Một mình một đảo rồi. Một mình một đảo rồi. Cái này có được gọi là thơm không anh em? Ôi, mình sẽ phải bay sang bên này. Đấy, để đánh lừa chúng nó. Đánh lừa chúng nó là tàu mình ở bên này ấy. Cái này mình áp dụng nhiều rồi. Có gì nó bay trên cao ấy nhỉ? Ui dồi, ATD xin ứng chiến. 12.000 chết luôn. Con trực thăng tiếp theo. Kinh. Ai cha cha. Không chết với chúng tôi này thì không chết với chúng tôi này. Bắn thế mà không chết. Hạ được hai con trực thăng là chúng ta đã gần như là bao phủ được cái tầm nhìn của chúng nó rồi đấy. Thí sinh đầu tiên. Có mục tiêu. Ui dồi ôi.
Cũng chuẩn bị đấy, cũng chuẩn bị ra gì đấy. Rồi, rồi, bắn từ xa luôn. À đủ. Tầm này phải khóa được mục tiêu chứ. Đấy, mọi thứ nó phải vào quỹ đạo của nó chứ. Ui giời ơi, lại bẫy mồi à. Ai làm gì đâu mà bẫy mồi. Ôi giời ơi, nếu có nước mắm hãy bán cho tôi 500 một chai, 1.200 chai. Mình đứng đây mình lìm nó luôn nhá. Hy vọng là mình sẽ hạ gục được nó. À, thì nếu có nước mắm hãy bán cho tôi 500 một chai, 1.200 chai. Mày chết, mày chết. Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra. Ấy trời ơi, đau lắm anh em ơi. Ôi, nó hay thế nhỉ. Ôi, thế nào mà nó núp rồi. Hứ cầu. Hứ cầu. Đau lắm, đau lắm. Cửa kích này. Đã tương hồng mạnh. Có cảm giác là hơn cả không người lái chứ. Chết, chết. Chết. Ôi, ôi, thốn. Thốn đến tận trốn. Rồi đi tiếp. Anh dụ nó ra đây anh ơi. Em lái tên lửa vào mồm cho. Đấy. Đây. Đây có phải hay không? Á đủ. Bẫy mồi cũng hay, bắn cũng hay. Tiền sư nhà ông chứ nhỉ. Ông chạy đến chỗ. Ui giời ơi, bây giờ mình phát hiện ra T2 anh em à. Đó là đu liều. À con làm gì có phòng không đâu nhỉ. Xin lỗi anh em nhé. Mày này. Trời ơi. Con này mang cường kích sang lên bảo là ức hiếp người quá đáng. Thấy. Thấy đầy đủ. Chết. Lái vào là chết. Không chết anh em ạ. Quá hư cấu. Quá điều. Chết đi anh ơi. Anh ấy thủ tục lằng nhằng quá anh ạ. Đó là Usako. Úi chết trời ơi. Một chiếu ấy. Đừng. Tí nữa thì đâm vào map. Rồi. Đau chưa. Đó là cường kích. Đi về. Làm gì căng. Ôi sao bên mình chết hết rồi. Ôi, mình chơi hết luôn ạ. Anh ơi, anh cố lên. Anh xe o. Anh dâm xe o. Dâm xe o. Rồi, cuối cùng thì nó cũng chết. Ôi, cảm giác nó hơi bị bất lực anh em ạ. Toàn gặp cái nhà lá vườn nó chơi mấy con này nó không có bomber ấy. Nó hơi bị ngại. Nó chơi cho anh em khoảng như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang cái T-Phone. Lắp cái Rapid Fire thì cũng được, nhưng mà cái tầm nó ngắn quá. Lắp cái này kết hợp với phòng không X10 cho nó sướng. 6GRNG với 4 cái R440. Rồi, map này lại một cái map thoáng đây. Map này mà lắp cái map clean còn tuyệt vời hơn cả T-Phone. Nếu mà muốn tấn công sớm. Rồi, ui sổ có cả squad ship anh em ạ. Cái nhiệm vụ đầu tiên là mình cứ xa mình làm thịt khoảng 1 đến 2 em trực thăng của đội bạn. Nên là đội bạn nó khóc ngay này, khóc cái gì đâu. Nào, chuẩn bị cho các bố đái ra quần nào. Bên này, à, chưa có gì à, chưa thả, khôn thế rồi. Quá là khôn. Anh em ơi, anh em có nhìn thấy gì không? Anh em có nhìn thấy gì không? Ô, trực thăng cũng không phá được con nào luôn ạ. À. Bên này nó không thả trực thăng nó biết đau chứ. Quá là khôn. Đây. Bây giờ là các bố bắt đầu mới có phần đây. Đấy. Ai cũng có phần nhá. Đầy đủ. Trời ơi, không thiếu một ai hết. Ừ.
núp với chúng tôi này, thì núp với chúng tôi này. Ui giời ơi, ăn một quả phải cố. À đồ, ông mình đang bị gì à? Bình tĩnh các xem nào, bình tĩnh các xem nào. Ui giời ơi, ui giời ơi. Thôi nha nha mà, đừng có đùa. Con góc ấy nha. CBN78 cứ đề phòng, cái thai 40 nó bay cao lắm. À mình lại có cường kích kìa. Ui giời ơi, đây cố tạm cái vậy. Ui giời, nó chết rồi. Ui giời, ra mặt tơ. Em xin, em xin. Ở đây, 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 đây. Cái miếng mồi thơm như thế này, không ăn thì ăn cái gì. Ấy anh em thấy không, con CBN78 đấy, nó phòng thủ kinh kinh khủng luôn đấy. Em đâu có lắc cái gì chống ngầm đâu. Đây chúng ta vẫn còn cái này không có cái gì bắn được con ngầm nó mới đau gì. Ôi đánh bắn anh Usakov vậy. Anh xin lỗi nha. À quên, em xin lỗi nha. Mặc dù là em không muốn bắn anh đâu. Tại thằng ngầm kia nó cứ lặn đấy chứ. Lại hồi cái con cái gì kinh ti kia rồi. À, vào đây ném cho anh em xem quả bom này. Gây sát thương trên MQ20. À, muốn làm cho anh em mà nó cái bẫy mồi này, cái tông mốn này nó chứ nị. Mày bẫy mồi này, mày bẫy mồi này. Rồi tao cho mày phát nữa. Đâu sẽ có đó. Úi giỏi, dọi thẳng xuống luôn à. Đẹp quá, trận này anh em hốt hết rồi. Làm lại tiếp trận nữa. Nói thế này chúng ta sẽ kết thúc cái video anh em nhé. Trận này nếu mà nó nhanh thì cố được, nhưng mà nếu mà nó lâu thì thôi. Clip nó chỉ thế thôi. Bây giờ còn chuẩn bị sang bên là Tanat Gaming nữa cơ. Rồi map này là cũng được. Map kín, ở đây đây, lại nhảy map rồi. Lại bắt đầu quay về trận 1 rồi đấy. Em nó bắt đầu thấy có cái mùi gì rồi đấy, nó không thơm rồi đấy. Nói thôi, tình hình này đi gấp lại nha mọi người, gấp lại cho nó lành. Cái này bực mình không chứ nị. Ôi giời ơi, không biết hôm nay nó bị làm sao đây. Rồi, ôi giời ơi. Cái bây giờ cái ghép tim của các anh mà cứ làm em hồi hộp, em chờ đợi từng giây, từng phút. Nhóc này kín rồi, ma ba cực thì quá ngon rồi. Cứ yên tâm một anh tạc thôi. Cứ thả cái con MQ20 trước đi. Mình thấy thực ra con MQ20 bây giờ nó lại, cái sát thương nó lại không bằng so với con Kim Thi gì đấy, mình hay quên tên con đấy. Tại vì nó có cả bom mà, bắt buộc anh em phải áp sát để ném bom, mà ném phải trúng nhá. Ném không trúng không tính tiền. Rồi, có anh nào không? Có anh nào chứ nè. Cái K28 anh nhầm ạ. Nó là một cái huyền thoại rồi đấy. Rồi, nó là một cái huyền thoại rồi đấy. Để ngay bắn ai. Đây, kiểu gì nó ăn đạn xong nó cũng lặn mà. Đây đi. Không biết bắn ai, đánh dí mấy bạn này chứ làm thế nào. Đây. Không biết bắn ai thì đứng ngay thôi. Chạy núp được kìa. Bật bố MQ20 ạ, đi thằng thí không biết gì nè. Anh em chờ nhá. Để mang lại. Má phải nó kín thì nhiều khi nó cũng khổ anh em ạ. À. Cái trận này có cảm giác không thơm rồi. Tại vì team nó di chuyển nha thì chịu rồi. Đi hỗ trợ cho ông Skull Ship vậy. Ông gặp này ông muốn làm gì vậy nhỉ? Theo anh em là cái ông tổng gặp ông đang muốn làm cái gì đây? Chưa hiểu lắm. Ôi lại lặn rồi. Em đã có mục tiêu của đời mình rồi. Em đã có mục tiêu của đời mình rồi. DDGX. Mà các bạn ấy chạy rất nhanh. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu này? Chạy đi đâu con sâu này? Chạy đi đâu? Ủa nó hồi máu nhiệt tình luôn anh em ạ.
có hai ta, bên mình lại thủng mất hai ông rồi, đâu có sung sướng gì đâu. Không hiểu team của mình nó di chuyển kiểu gì ta. Bẫy mồi đi. Ô, nó không bẫy mồi à? Dọa nó như thế mà tại sao nó lại không bẫy mồi nhỉ? Vâng, anh ấy cứ chấp nhận mất máu. À đây rồi, đây đây. Bây giờ mới chịu ấn bẫy mồi ạ. À. Mình đi hành gì nè. Nào, đi lên. TK 28 mà oxy nó trâu quá anh em ơi, có làm cái gì được nó đâu. Dí CBN 80 anh em ạ, địch nó có tổng sân bay tấn công thì nó bị đau gì đi. Quá là đau đớn. Ôi trời ơi, dí đan thì không được bao nhiêu. Kiểm tra đội hình. Rồi, toang rồi. Anh ngầm ơi, anh làm gì thì làm nhá. Bây giờ anh phải dơ cả mặt của em lên đây. Úi dồi, cái góc này không bắn được tên lửa rồi. Họa thế không biết chi. Đen đú đường luôn à. Vẫn không bắn được anh em ạ. Cái tổng môn nhà nó chi nỉ. Đúng là gục ngã với mấy anh. Rồi, đứng đây thôi. Không biết làm thế nào hơn cả. Ôi ôi, đứng đây kéo tên lửa thôi anh em ạ. Không biết làm thế nào hơn. Ông này chắc ông không hiểu gì vấn đề gì đâu mà. Tôi đứng đây đấy. Tôi đứng đây tôi kéo tên lửa đấy. Nhanh cái nhỉ. Rồi. Cố lên, cố lên anh em ơi, cố lên. Á đổ. Á đổ. Ôi chạy. Bắn mình thì mình chạy. Em thế không biết chi nè. Mình còn không người lái thì đã thơm rồi. Rồi. Cho nó một loạt. Lên anh em ơi. Được, được. Con này thực ra là con tàu pass của cái thắng này thì mình đánh giá nó cũng không cao đâu. Không có gì phải sợ hết. Đấy, tôi lại về, tôi lại nạp lại. Ui giời ơi. Bạn ơi, bạn có thấy bất ngờ không? Ô, có thấy bạn không bất ngờ à? Bạn phải bất ngờ chứ. Do heo à, không bất ngờ. Rồi, thí sinh cuối cùng. Nói thế thôi, đâu phải cuối cùng đâu. Mình là cái người cuối cùng ấy chứ. Vào. Áp sát, áp sát. Tầm này có góc là áp sát. Cho nó chết luôn. Ôi ôi. Sau bao nhiêu nỗ lực, sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng nó cũng chết. Nhưng mà bây giờ mình đuối quá anh em ạ. Tôi không biết bây giờ mình đang ở cái kèo gì, kèo dưới rõ ràng luôn rồi gì nữa. Còn nốt trận này kết thúc video anh em nhá. Đèn quá hay mất. Chờ cũng biết hồi lại thôi. Mình mang cái đồ này thì phòng thủ tốt. Đã bị ăn nói rồi, nó sẽ cực kỳ ngon trong những cái kiểu phòng thủ mà ở trong những cái map mà nó có kín kín ấy. Mình biết cái vị trí của nó rồi, nhưng mà không biết là nó có biết cái vị trí của mình hay không. Rồi mình sẽ lại cố gắng là tận dụng để lừa cái thằng này, xong rồi lái tên lửa liên tục cho nó chết luôn. Lái tại tàu sân bay ấy. Nó đâu ta? Nó vừa nó đang quanh ở đây này. Em xin. Em xin. Có khi mình phải đi lên đây nha bạn. Đi lên thôi.
đi lên bây giờ mới là hợp lý này. Kiếm góc để mà bắn. Đằng kia thì nó có phóng lựu, mình thì có tên lửa. Cậu có qua được thằng băng không? Qua, úi dồi ôi, qua nửa đôi phiêu giạt. Con lại về úp mặt vào sống quê. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ lái. Cứ từ từ đây. Không đưa phải vội hết. Tôi lái thằng này nó đến chết thì thôi. Đấy. Lừa là kiểu gì úp cho thằng này mà một đống tên lửa bay vào mồm. Úi giời ơi. Đấy. Làm gì còn cái gì đâu. Ủa chứ mình nhà cho tàu đi quá rồi. Nhưng không sao, thằng này cứ xác định luôn. Bạn cứ tập xác định đi. Nó đau lắm anh em ạ. Ôi giỏi ôi. Nó đi về. Cái gì vậy? Nó làm gì còn bomber nữa đâu. Bây giờ cái phòng thủ có xem con nào trâu. CBN80 đấu với lại CBN78 xem con nào trâu. Đau. Trời ơi. Con nào phòng thủ trâu thì anh em nhìn cũng thấy rõ rồi. Chưa chết à? Phải chết chứ. Rồi vừa rồi mình đã làm cho anh em một vài trận đấu với con CBN78 với cái bộ trang bị như thế này. Đấy, anh em thấy không? Khi mà mình thay sang cái T-phone đấy thì cái khả năng tác chiến của nó cực kỳ là khỏe anh em nhé. Không thể đùa với một con tàu sân bay CN78 như này đâu. Đây phối thì sẽ như thế này. X6 cái GRNG và X4 cái R440. Cái này thì anh em có thể tham khảo qua nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.